Tớ nhặt sắp xong rồi, chờ một tí nữa. Về kiểu gì em cũng bắt đền. Nó không chỉ cắn nát váy đâu, mà nó còn uống hết cả cái dây sữa phun của em Cam rồi này. Vừa đây tớ đang ngồi nhà sau, cũng có một con khủng long ăn cỏ, nó chạy đến cậu ơi. Ông mấy con khủng long này, nó lại đi vào đây nhỉ? Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đây đi. Mà cậu bảo ở ngoài sân cũng có khủng long á. Đúng rồi, đi ra đây, tớ dẫn cho. Cái con khủng long này nó còn to hơn cả mấy cái con này cơ. Đi ra đây mà xem. Đây này cậu ơi, khủng long to hơn, đẹp hơn á. Đây, một con khủng long màu tím này, đây là khủng long ăn cỏ đây. Ồ, thế cái vỏ rau vừa nãy, tớ nhờ cậu nhặt, sao lúc này lại còn một ít như thế này? Hình như đây là con khủng long ăn cỏ, nó thấy rau, nó ăn hết rau rồi cậu ơi. Bây giờ, còn có một tí này thôi. Thế này thì làm thế nào bây giờ? Đi về đi, ở đây không có đồ ăn cho cậu ăn đâu. Ôi Trang ơi, cái con khủng long này, hình như nó cứ chạy theo cậu đây này. Hình như là cậu ấy nhìn thấy cậu cầm cái rổ rau ấy, thế nên là vẫn cứ chạy theo cậu đây này. Ui, sao lại phiền phức thế này? Cậu tìm cách gì, đuổi khủng long đi đi. Chứ bao nhiêu khủng long ở trong nhà tớ như thế này thì nó phá nát cái nhà tớ mất. À, tớ đoán là rồi Trang ơi. Mấy hôm nay trời mưa to, thế chắc là các con khủng long ấy nó không có chỗ trú ẩn, sau nó cũng không tìm được thức ăn ở ngoài. Bởi vì mưa to quá mà, thế nên là nó mới chạy vào đây đấy cậu ơi. Chạy đâu không chạy, lại chạy vào nhà tớ. Thôi, cậu đừng có tức giận. Bây giờ trời đang mưa thế này, làm sao mà đuổi các cậu ấy đi được. Thôi, cho các cậu ấy vào trú nhà một tí. Khi nào hết mưa thì tớ bảo các cậu ấy đi ra. Chứ bây giờ mà đi ra ngoài này á, mà ướt hết. Thôi được rồi, cho ở nhà cũng được. Nhưng mà cậu có nhiệm vụ là phải trông coi cho cẩn thận đấy. Cùng con bạn ý lại phá linh tinh đồ đạc của tớ đấy. Về nhà, bố mẹ tớ sẽ mắng tớ đấy. 1, 2, 3, 4 này. Ui, nhiều khủng long thật đấy. Ui, không chỉ có mấy cái con vừa đây đâu Trang ơi, tớ còn nhìn thấy thêm mấy bạn vừa chạy vào con kia kìa. Thế này thì khác gì với nhà trẻ. Mà trưa nay này phải nấu cơm cho các bạn ăn nè cậu.
Đúng rồi đấy, nếu như mà không muốn các bạn ấy phá phách ấy thì mình phải kiếm cái gì cho các bạn ấy ăn no vào. À, thế là ăn no thì các bạn sẽ không nghỉ ngơi đúng không? Đúng rồi, ở đây có bánh mì này, để tớ thử ra xem các bạn nào thích ăn bánh mì không, tớ cho ăn trước nhá. Đây nha, nào. Ui ui, nào, từ từ, đừng có tranh nhau, miếng nữa này. Ui. Ý giời. Ui, khổ ra lại thích ăn bánh mì cậu ơi. Cậu đi chịu đứng yên ở đấy là được rồi. Tớ với cậu ra tìm xem ra là có cái gì thì làm nốt cho khủng long ăn đi. Bạn nhím cho khủng long ăn. Đến lượt mình cũng phải ăn các cậu ơi. Trưa nay tớ sẽ làm món trứng rán nhé. A few moments later. Một quả này. Wow. Nhím ơi, vào ăn cơm thôi. Tớ chuẩn bị xong rồi này. Trứng rán của mình đâu hết rồi? Chả nhĩ, nhà mình lại có chuột à? Nhím ơi, nhím. Cậu lại làm sao đây? Sao mà lại gọi tớ đây? Cậu vào đây mà xem này. Vừa lúc nãy rõ ràng là tớ rán được 4 quả trứng. Thế mà quay đi quay lại lại hành xong ra chả thấy quả trứng nào nữa cơ. Thế này thì trưa nay còn gì nữa mà ăn? Cái gì thế? Hình như vừa nãy lúc mà tớ đang hái rau ở ngoài kia kìa, tớ thấy có một con khủng long nó đi từ đây đi ra ngoài mà. Hay có khi nào con đấy nó ăn không nhỉ? Thế thì đúng rồi. Từ trước đến nay nhà tớ không bao giờ có chuột cả. Đấy, tớ đã bảo rồi mà, đừng cho khủng long ở đây. Bây giờ còn ăn hết cả đồ ăn của chúng mình đây này. Này, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có cái con gì nó đang gào ở ngoài sân ấy. Sao cái tiếng này to thế nhỉ? Thì sẽ sao?
chúa to khổng lồ. Ui, nó vừa ăn con dê này. Ui, nó còn đang gào lên. Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ? Đang lành này tự nhiên mơ thấy khủng long. Thôi, trời tạnh mưa rồi đấy. Tớ với cậu ra đồng chơi đi.